Đấy, chào mừng những bạn vui vẻ ở kênh Tâm Về Vĩnh Long nha. Rồi, hôm nay là mình có cái món này đặc lắm các bạn. Heo rừng. Heo rừng. Bà chè bà mua 3 ký heo rừng bà nấu. Đây nè mọi người ơi, bà chè bà nấu rồi nè mọi người. Đó, bà làm một thau chà bá lửa luôn. Đây các bạn, đó, một thau chà bá lửa luôn, heo rừng các bạn. Mua 3 ký nấu ăn. Mời tất cả các bạn nha, chào bà chè lấy rau nha các bạn. Rồi các bạn ơi, chín rồi mọi người. Bây giờ cái nồi heo giả cầy là heo rừng và giả cầy của mình đây nè các bạn. Đó, bây giờ mình phải để đồ vô. Nha mọi người, nha, mình để củ cải vô đi. Củ cải vô, mới củ cải các bạn. Rồi, nắm chè mà không ăn đây, tôi chè làm hết luôn các bạn. Chè với cameraman là sợ heo rừng, không dám ăn heo rừng. Đó là bà sợ bà không cho mang cameraman, không cho mang luôn. Thì bà chè bà làm cái chén nước mắm thần thánh đây mọi người ơi, mâm tôm đã hồng mọi người, sướng không? Hôm quá đã mâm tôm bà chè hôm nay chắc làm chén chục câu này các bạn. Mời tất cả các bạn nghe, không biết mềm chưa, không biết chè bà nấu từ hồi sáng giờ đó các bạn ơi. Đó, hôm nay cameraman là với bà chè ăn món khác rồi. Dưa mềm đây, tô này mình để xương các bạn, xương dành cho cú chim, cú chim đó, món ăn rừng ngon. Đã mới cho con bây giờ đã năm nè, năm nó dạy nha mọi người, lớn năm lớn dạy thế nào kìa. Về mới vừa ăn à, các bạn đã đây này, quay nồi rồi các bạn, nồi nước đã nấu nấu như là hạt cày nha mọi người đây. Nhưng mà không phải cày heo rừng các bạn, đó đã cắm vô tôm quá ngon mọi người ơi. Bà chè hàng hết nồi luôn. Đó. Không được. Nóng rồi. Tắt các bạn. Nói đi. Chín rồi các bạn. Thịt nó ăn dày mà nó ngọt. Mà sớ thịt nè. Con này to lắm mọi người. Này là heo rừng mà có 70-80 kg gì đó, đó tức là nó sống lâu năm lắm rồi. Đây, thịt nó thơm nó ngọt, xương quá, những miếng rau các bạn này, đâu có thịt không, nãy trộn rau vậy mà, ô cái lỗ tai nó nè mọi người. Bà chè bà mua là vừa lỗ tai mà vừa vừa cái hàm vừa thịt vừa đuôi nữa mọi người, dùng tổng cộng 3 ký mỗi thương ký đó. Ngon ngon chấm lỗ tai đó, mình ram mình thui hết rồi, cái giống như là thịt cày vậy. Giòn giòn thui giòn hết biết giòn. Thế nào đầu chọc thì bữa nay đi đi làm hôm nay cái tàu thì đi bán đồ rồi, đi bán kiển rồi các bạn. Không ngon thật ngon các bạn, mà nóng quá mình tắt thôi các bạn, nóng quá. Ủa nãy rau trụng nhiều lắm rồi ta.
Nghe bà chè là không ăn, thành ra mình trụng thoải mái, trụng rau vô tư. Này có mấy miếng xương hàm, bỏ ra còn cho cô tin đi. Nấu cái này gà gà nè các bạn. Trời ơi, mắm tôm. Hấp nước bọc. Này có thích ăn đậu chọc nha, là phải nuôi mua khoảng 6 kg, không ta có thể năng chậm mua 3 kg. Rau vừa chín tới giòn, ngon ở bên nước các bạn, cài dưới rồi sướng không các bạn, sướng không mọi người, già nữa nè. Gà giòn. Giòn hết. Nóng quá các bạn. Tắt bếp nãy giờ còn nóng. Quá. Mấy con lưỡi luôn á. Ngon. Dạ không thích ăn thịt nạc ngán lắm. Giờ cái cày xuất sắc. Ừ, để rau vô, đẩy vô các bạn ơi. Để rau một đống sau đâu hết cân rồi. Đó. Rồi mới rau nữa không dám bắt bếp lên các bạn. Bắt bếp lên nóng quá. Lọc da lưỡi. Đâu, đặt coi. Đắp là rau rau quế. Với rau muống đã. Vậy mà còn nóng á các bạn. Vậy mà còn nóng á các bạn. Quá trời nóng. Nước ngon. Ngon quá có nhậu. Ngại ngoài quá nhậu. Cho được 6 cái lẩu á. Còn cái lẩu mà có nhậu đâu đừng nữa ký các bạn. Mà quán nhậu thì chủ yếu bán giò heo mình không thích xương mà. Thấm thớt quá. Đã hết. Chú Bạch nằm kia. Chú Bạch biết ra review quá ra ngoài đó. Rau giòn thật. Quá. Quá tự giòn. Thấm da các bạn. Lỗ tai rồi mọi người. Đúng quá các bạn. Nó giòn, nó mềm mọi người ơi. Okay. Giòn khủng khiếp. Nước chấm chỉ nước 300, nước chấm bà chè phải làm xuất sắc. Ngon rồi còn nhiều. Ừ, cần kêu mà món khác này anh chủ ăn hết nhiêu thôi bạn. Hết nhiêu quá. Đây còn chừng 2 cái lẩu, 2 lẩu ở ngoài quán. Mỡ với da của nó sực 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 da các bạn chứ không có mỡ, heo này hết mỡ rồi. Da dày. Ngon. Không có miếng mỡ đâu. Uống một hơi gần. Sướng thật. Đầu không rẻ, bán không rẻ các bạn, 150 ngàn ký. Lúc thai thì 200 ngàn.
đặt 250 con ghẹ. Ngon. 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 Đó. Cái gan thịt lưng đó các bạn. Chứ không phải không. Không phải là thịt heo. Heo này người ta dạng nuôi, người ta nuôi thả lan trong trong vườn đó mọi người. Đó. Đó, con Kobe. Quá trời mọi. Là mũi đó. Quất một cái nó chết luôn. Tô nữa. Còn tô mấy. Nước nào chơi luôn hả? Cả miếng nước mọi người. Không ăn hả? Không, chưa ăn. Không ăn mới thịt nha mọi người. Thịt với xương. Quá đã. Rồi một tô nước luôn các bạn. Ngọt, nước ngọt. Hết luôn. Xong phim. Con này làm ống xương này cho cô Bi. Xương. Xương không các bạn. Cảm ơn em. Xương không. Hết mọi người. Vậy là bữa nay là chè mời các bạn ăn cái món lạ luôn ha. Là thịt heo rừng nấu da cầy 3 kg các bạn. Và nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn bấm cho Tâm Trạng like nha. Thích thích thì bấm một đăng ký cho Tâm Trạng nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hẹn video lần sau.